nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bàn tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh, pháp không tự tánh pháp không không tánh, tự tánh mà tu bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng tánh đi xanh, pháp định, pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ mà tu bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhiếp thọ tất cả năm loại mắt sáu phép thần thông mà tu bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng mà tu bốn tránh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhiếp thọ tất cả đại từ đại bi đại hỷ đại xả mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo Nhếp thọ tất cả pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo Nhếp thọ tất cả trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nhiếp thọ tất cả ba mươi hai tướng đại sĩ và tám mươi vẻ đẹp phụ thuộc mà tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo đạo do nhân duyên đó mà không có hai tường này thiện hiện Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa Vì muốn viên mãn pháp môn giải thoát không Nên ngay trong pháp môn giải thoát không Nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát nhã ba la mật đa Mà tu pháp môn giải thoát không Nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự Bốn vô lượng, bốn định vô sắc Mà tu pháp môn giải thoát không Nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ Bốn tránh đoạn, bốn thần túc Năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo, mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đạn, mười biến xứ, mà tu pháp môn giải thoát không nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni mà tu pháp môn giải thoát không nhiếp thọ tất cả pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà tu pháp môn giải thoát không. Nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ mà tu pháp môn giải thoát không. Nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông mà tu pháp môn giải thoát không. Nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt mười 18 pháp Phật bất cộng mà tu pháp môn giải thoát không, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả mà tu pháp môn giải thoát không.